Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với bản tin quân sự của kênh Việt Nam TV. Kính thưa quý vị, nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam trong những năm gần đây đã có những tiến bộ vượt bậc. Chúng ta không chỉ thành công với ZADAR Made in Việt Nam mà tới đây còn có thể là cả tên lửa nữa. Vào tháng 5 năm 2020, trong một phóng sự phát trên kênh truyền hình quốc phòng Việt Nam, lần đầu tiên dòng tên lửa hành trình diệt hạm VCM-01 đã được giới thiệu. Có thể nói đây là một thành tựu vượt bậc của ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam và tin vui này ngay lập tức được một số hãng thông tấn nước ngoài dẫn lại như trang tin của Nga Sputnik, trang tin Army Technology, một số trang tin của Mỹ. Mặc dù tính năng kỹ chiến thuật của VCM-01 chưa được công bố, nhưng cả trang tin Navy Recognition và trang tin Military Watch đều nhận định đây có thể là một bước phát triển mới từ KCT-15 made in Việt Nam dựa trên mẫu tên lửa 3M24E KH-35 Urane của Nga. Được biết tên lửa hành trình chống hạm KCT-15 lần đầu ra mắt tại cuộc triển lãm thành tựu kinh tế quốc phòng của Việt Nam tổ chức tại Hà Nội vào năm 2015 nhân dịp kỷ niệm 70 năm quốc khánh. Các hãng tin nước ngoài nhận định tên lửa VCM-01 mới của Việt Nam có ngoại hình khá giống với tên lửa KH-35 Urane, biến thể mới, hiện đại và có tầm bán xa nhất của họ tên lửa 3M24E KH-35 do nước Nga chế tạo. Theo giới thiệu của Tập đoàn xuất nhập khẩu vũ khí nhà nước Nga Rosoboro Export, thì tên lửa KH-35 Urane đã xuất hiện tại triển lãm Mark 2009, có tầm bắn lên tới 260 km, gấp đôi so với phiên bản đầu tiên. Tên lửa KH-35 Urane sở hữu các tính năng vượt trội như kích thước nhỏ gọn, bay cực thấp, bán đỉnh sóng, sử dụng hệ thống dẫn đường kết hợp, có khả năng kháng nhiễu tốt và đảm bảo tấn công chính xác mục tiêu. Đầu chiến đấu nặng 145kg, đủ sức đánh chìm các loại tàu chiến, tàu đổ bộ có lượng trán nước tới 5.000 tấn. Và đặc biệt, mặc chỉ là một tên lửa diệt hạm có tốc độ cận âm, nhưng nhờ nhỏ gọn, lại bay cực thấp, khó bị radar phát hiện. Kết hợp với chiến thuật bày sói nhiều tên lửa cùng lúc tấn công, một hoặc một nhóm tàu chiến của các hệ thống phòng thủ của đối phương bị báo hỏa và có thể bị xuyên thủng, việc lựa chọn mua giấy phép chuyển giao công nghệ để phát triển tên lửa KH-35 cùng với các phiên bản KCT-15 và sau này là VCM-01 của nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam là một quyết định hoàn toàn chính xác. Trước đó vào ngày 9 tháng 6 năm 2016, trang tin quân sự của Mỹ Defense Block dẫn một thông báo từ tập đoàn tên lửa chiến thuật nhà nước Nga KTRV cho biết rằng hãng này đã cung cấp cho Việt Nam 3 mẫu thiết kế của các phiên bản tên lửa khác nhau theo một yêu cầu của nước Việt Nam. Hiện chưa rõ mức độ hoàn thiện của các mẫu tên lửa KCT-15 và VCM-01 Made in Việt Nam tới đâu, nhưng dường như quá trình sản xuất hàng loạt có thể sẽ không còn lâu nữa. Một khi phát triển thành công tên lửa hành trình dượt hạm dựa trên giấy phép chuyển giao công nghệ của nước Nga, nên công nghiệp quốc phòng Việt Nam có thể sản xuất hàng trăm, thậm chí hàng ngàn quả đạn. Do hệ thống phóng tương đối đơn giản, chúng có thể trang bị cho các lớp chiến hạm như tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9, tàu tên lửa tấn công nhanh Monia 1241.8 hay tàu BPS 500. Và hơn thế nữa, nếu như chúng ta mua Robert ME từ nước Nga, không loại trừ khả năng tên lửa KCT-15 và VCM-01 hoặc các biến thể của chúng sẽ được trang bị cho hệ thống tên lửa bờ rất hiện đại này. Theo catalog giới thiệu, triển lãm Hải quân quốc tế lần thứ 9 vào tháng 7 năm 2019 tại Saint Petersburg, Robert MA được phát triển dựa trên tổ hợp tên lửa bờ 3E, tổ hợp phòng thủ bờ biển chủ lực của quân đội Nga hiện nay. Hệ thống này sử dụng được tất cả các phiên bản tên lửa hành trình dệt hạm KH-35 và so sánh với 3E. Mỗi xe mang phóng của Robert MA như là một tổ hợp thu nhỏ, có thể bố trí phân tán nhưng sẵn sàng dội mưa tên lửa vào mục tiêu cùng một lúc. Nếu như Việt Nam tự sản xuất được các biến thể của tên lửa KH-35, không có lý do gì chúng lại không được tích hợp lên các xe bị phóng của tổ hợp Robert ME. Hy vọng trong tương lai không xa, ước mơ hải quân Việt Nam sở hữu hệ thống tên lửa bờ Robert ME sử dụng tên lửa do chính công nghiệp quốc phòng Việt Nam chế tạo sẽ trở thành sự thực. Chúng ta biết rằng, trong những năm gần đây, quân chủ hải quân với định hướng tiến thẳng lên hiện đại đã được đầu tư mua sắm rất nhiều loại vũ khí tối tân mà chủ yếu là từ nước Nga. Trong đó, lực lượng tên lửa bờ có sự lột xác hoàn toàn, vươn lên một tầm cao mới. Khi được trang bị các tổ hợp tên lửa K-300P baston sử dụng tên lửa chống hạm Zakhon. Một điều đáng chú ý, Việt Nam là quốc gia thứ hai, chỉ sau mỗi nước Nga, được sở hữu tổ hợp tên lửa bờ K-300P baston rất hiện đại. Các hệ thống phòng thủ bờ biển này xứng đáng là một lá chắn thép chấn biển, đúng như với tên gọi Baston, một pháo đài, bởi chúng có những tính năng kỹ chiến thuật vượt trội và độc đáo có một không hai trên thế giới, và hoàn toàn không có đối thủ xứng tầm, mà theo như một chuyên gia quân sự của Nga, Alexander Moskovoy, đã bình luận rằng tổ hợp tên lửa phòng thủ bờ biển K-300P Bastion P được trang bị tên lửa hành trình chống hạm siêu thanh Zakon, được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu trên mặt nước và áp chế vũ khí điện tử và những hòa lực mạnh của đối phương. Tên lửa bay nhanh hơn tốc độ âm thanh 2,6 lần, dòng tên lửa này có tính cơ động rất cao với đường bay rất phức tạp ngay sau khi được phóng tên lửa có thể lên độ cao 15 km đài radar của hệ thống tự dẫn có thể phát hiện theo dõi và bám mục tiêu sau khi phát hiện mục tiêu tên lửa tắt đài radar dẫn đường và hạ độ cao xuống từ 10 đến 15 m nhờ phương pháp này tên lửa thoát khỏi vùng radar phòng không của đối phương sau đó đầu tự dẫn lại tiếp tục bật radar tìm kiếm đeo bám và tiêu diệt mục tiêu. Với đường bay rất phức tạp, tốc độ siêu nhanh và bộ não điện tử thông minh Onyx, là một loại tên lửa khó bị đánh chặn nhất. Khi bắn loạt đạn chống các tàu chiến của đối phương, chúng bay nhanh như một đàn chim, chủ động tương tác với nhau, mỗi tên lửa tự chọn mục tiêu của nó. Thế nhưng bên cạnh lái chán thép Bastion P rất hiện đại, thì trong biên chế hải quân Việt Nam vẫn còn những tổ hợp tên lửa bờ thế hệ cũ như 4K44 Redut có tầm bắn khoảng 450 km và tổ hợp tên lửa 4K51 Robert tầm bắn khoảng 80 km đã được đưa vào sử dụng từ 3 đến 40 năm trước. Những hệ thống tên lửa bờ loại cũ của Hải quân Việt Nam đã dần dần lạc hậu do thời gian sử dụng đã khá lâu và hiện nay Nga cũng không còn sản xuất mới nữa nên công tác bảo đảm kỹ thuật gặp rất nhiều khó khăn và tính năng của chúng cũng ngày càng hạn chế trước sự phát triển như vũ báo của công nghệ trong đó có lĩnh vực đóng tàu quân sự. Do vậy Nhu cầu thay thế các tổ hợp tên lửa bờ này của Hải quân Việt Nam là một điều tất yếu. Trước khi ra quyết định mua sắm một số loại vũ khí mới, quân đội Việt Nam hay bất cứ một nước nào khác đều phải nghiên cứu nhu cầu, khả năng làm chủ vũ khí mới cũng như hình thành nghệ thuật tác chiến cũng như tính toán khả năng tài chính để đưa ra giải pháp tối ưu nhất. Dựa trên nhu cầu có thật về việc phải thay thế các hệ thống tên lửa bờ đã cũ, Việt Nam đã bắt đầu nghiên cứu những ứng cử viên sáng giá trong đó có tổ hợp tên lửa bờ Robert ME. Triển vọng có mặt tại Việt Nam của tổ hợp tên lửa bờ Robert ME là rất sáng sủa. Có một số lý do giải thích cho điều đó như sau. Thứ nhất, tại triển lãm Hải quân quốc tế lần thứ 9 diễn ra từ ngày 10 đến ngày 14 tháng 7 năm 2019 tại Saint Petersburg, Đoàn Bộ Quốc phòng Việt Nam do Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, nay là Thượng tướng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, dẫn đầu – đã được phía Nga giới thiệu bốn loại vũ khí cụ thể, trong đó có hệ thống tên lửa bờ Robert ME. Thứ hai, gần như ngay sau triển lãm này, vào tháng 10 năm 2019, tại triển lãm quốc tế về quốc phòng và an ninh DSE Việt Nam 2019, được tổ chức ngay tại Hà Nội, tập đoàn xuất khẩu vũ khí nhà nước Nga Rosoboro Export đã đưa tổ hợp tên lửa bờ mới nhất này giới thiệu đến một lần nữa. Và thứ ba, Hệ thống tên lửa bờ Robert ME có sức mạnh chiến đấu vượt trội và hoàn hảo, giá cả rất phải chăng, rất phù hợp với nhu cầu và nghệ thuật tác chiến của Hải quân Việt Nam. Điều đó được thể hiện qua khả năng theo dõi cùng một lúc nhiều mục tiêu và tấn công đồng loạt vào nhiều mục tiêu trong số chúng bằng bầy sói với hàng chục tên lửa giật hạm có thể khai hỏa cùng một lúc, có thể đánh bại chiến thuật biển tàu của đối phương một khi lọt vào vùng hỏa lực. Theo các tài liệu được Nga công bố, Robert ME có tầm tác chiến hiệu quả từ tối thiểu 7 km cho tới tối đa 260 km, nghĩa là không thua kém so với tên lửa K-300P Paston P. Hệ thống tên lửa Robert M.E. phù hợp với nghệ thuật quân sự tác chiến phi đối xứng, lấy phòng tránh, đánh trả là chính của phía Việt Nam. Cụ thể, trong chiến tranh tương lai, khi mà chúng ta có thể phải đối mặt với những lực lượng áp đảo về mặt vũ khí, hỏa lực có điều khiển chính xác bởi mỗi xe bị phóng có thể tác chiến một cách độc lập bố trí phân tán, cách xa nhau nhưng hỏa lực lại rất tập trung, quả đó nâng cao khả năng sống sót, bảo toàn lực lượng để chiến đấu một cách lâu dài. Chúng ta hy vọng rằng trong tương lai gần, hệ thống tên lửa bờ Robert ME có thể sát cánh cùng các tổ hợp tên lửa bờ K-300P Baston P có trong biên chế của Hải quân Việt Nam và tạo thành những lá chắn thép đầy uy lực bảo vệ vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc chúng ta.